là chương trình Chuyển hóa thân tâm. Bảo Ngọc và nha sĩ Đức Hạnh xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay trên đài Saigon Network. Cùng tham gia với chương trình, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Con chào sư. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi đang được giới thiệu với quý vị bài kinh Hạnh Phúc, đoạn số 5. Trong những show ghi hình trước, chúng tôi đang được trình bày với quý vị hạnh sống ngay thẳng và cái lối sống bố thí, cái hạnh sống bố thí của người Phật tử. Thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu với quý vị ba cái cấp độ của một cái đời sống bố thí. Thứ nhất là bố thí về tiền tài vật chất. Thứ hai là mình bố thí về pháp. Và cái thứ ba là bố thí sự không sợ hãi, cho đi sự không sợ hãi hay còn gọi là thí vô úy. Thì tôi xin quay lại với chủ đề thí vô úy. Và con xin hỏi Ni sư thêm một câu nữa về thí vô úy. Như sư đã có giới thiệu với tụi con trong cái show ghi hình trước là thí vô úy là cái sự cho đi, cái sự không sợ hãi. Và con thấy là một trong những cái nghề nghiệp mà biểu trưng cho cái sự bảo vệ, không có làm cho người ta không có sợ hãi, protect người ta, đó là cái nghề cảnh sát. Cho nên trong cái đầu con lúc nào con cũng nghĩ nghề cảnh sát á, là nghề lúc nào cũng phải dấn thân vô cái sự nguy hiểm để đem lại sự bình an, đem lại cái sự không sợ hãi cho người khác. Và cái nghề đó nó rất là có phước, có phải không thưa sư? Nếu mà nói về nghề cảnh sát đó thì sư nghĩ nó cũng có nhiều nhiều đứng về cái nghĩa mà chính á, thì đúng là đem lại cái sự bình yên. Đó, đem lại sự bình yên cho những cái trường hợp nguy hiểm đó. Nhưng mà nếu mà nói cái mức độ mà không sợ hãi đó, đối với cảnh sát thì mình cũng phải lựa đối tượng. Tại vì cảnh sát mà có mặt đó thì những đối tượng mà cần bảo vệ mà lương thiện đó thì họ sẽ cảm thấy rất bình an. Nhưng mà đối tượng mà không lương thiện thì họ sẽ sợ cảnh sát lắm. Cảnh sát là không biểu, đối với họ cảnh sát là hung thần chứ không phải là Bồ Tát thí vô úy. Nhưng mà đúng ở cái mức độ mà đem lại cái sự bình yên và bình an tâm cho người lương thiện thì ở mức độ đó cảnh sát là người bố thí vô úy. Đó thì gọi là, nhưng mà họ là phải sống bằng cái nghề của họ đó. Còn trong cái nghĩa bố thí thật đó, bố thí thật thì là cái này là cái của mình và mình phải chia sẻ ra cho người. Đó, và là một cái nghề thì ngay cả cảnh sát họ, nếu mà họ có cái nghề nuôi thân của họ nhưng mà họ có tấm lòng. Họ có tấm lòng bảo vệ chứ không phải đơn thuần là bảo vệ về nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp biểu đi bảo vệ thì tôi đi bảo vệ, thì cái đó trên cái nghĩa bố thí thật nó không có. Con hiểu rồi. Mà là vì cũng trong cái nghề đó nhưng mà chỉ giao một chút tâm vô thôi. Thêm một chút tâm vô, đó là cái tâm mà lúc nào cũng muốn cho mọi người bình yên. Thì không phải chỉ vì cái nghề mình bắt như thế, mà có thể là trong lúc mình đang không phải là hành nghề mà mình chúng sanh cần, người nào cần mình vẫn có mặt đó, cái đó thì là cái tâm bố thí của họ mới đúng nghĩa đó. Thưa sư, con muốn trở lại cái bố thí với một cách lễ độ, có nghĩa là có sự cung kính đối với đối tượng. Thì tại sao mình phải có, con nghĩ là phải mình làm như vậy vì mình nghĩ tới cái nhân quả, phải không ạ? Tới có ngày nào đó mình cũng sẽ được một sự bố thí nào đó, không có ai mà sống không cần người khác hay là không cần sự giúp đỡ của người khác. Với lại mình, nếu mà mình bố thí với lòng cung kính thì có nghĩa là mình không coi thường, cũng không coi thường đối tượng mà cũng không nghĩ là mình là người cao hơn, mình lúc đó mình giàu hơn hay là mình cao cấp hơn. Thì là một bài học về một là về nhân quả, hai là về cái ngã của mình, phải không ạ? Nghĩa là có nghĩa là mình không có khinh thường người khác mà coi trọng mình. Trên trên cái ý nghĩa của sự lễ độ đó là bởi vì Đức Phật nói mọi người, mọi chúng sanh luôn là trên cái bản thể thanh tịnh và sáng suốt là giống nhau.
Đó. Cho nên á, khi mà mình có cái, họ giống nhau về bản thể nhưng mà về hình tướng á, vì do mỗi người nghiệp khác nhau, giao gieo có một cái duyên, một cái nghiệp khác nhau, cho nên thọ thân cũng là trong cái hình tướng khác nhau, gia đình khác nhau, giàu nghèo khác nhau, rồi đẹp xấu khác nhau, thông minh và không thông minh cũng khác nhau. Đó, thì tất cả những cái khác nhau này nó chỉ là trên bề mặt của hình hiện tượng thôi, của hình tướng thôi, chứ nó không khác về bản chất. Đó, về bản chất, bây giờ mình nói về bản chất trước đi, mà bản chất mà thanh tịnh giải thoát thì nó cao vời quá, nhưng mà mình nói ngay về cái bản chất mà là cầu muốn đó. Thì đứng về cái việc mà bố thí thì là ai họ cũng muốn có một cuộc sống sung túc, phải không ạ? Không có một người nào mà sanh ra đời mà phát nguyện rằng là tôi không muốn sung túc, tôi không muốn tiện nghi vật chất, tôi chỉ muốn nghèo cùng khốn khổ dưới đáy xã hội thôi. Không có ai muốn như vậy. Cho nên đứng về cái phương diện mà bình đẳng đó, là cái sự muốn hạnh phúc, muốn bình an là như nhau. Đó. Và mình vì cái phước của mình đã tạo, cho nên mình có được đồng tiền dư giả, hoặc là mình dễ kiếm tiền hơn người khác. Mình bán cái mạng mình một giờ được 5-70 đồng. Đó. Còn người mà kém phước hơn không phải là cái đấng nào mà cho họ sanh ra cái tước hết phước của họ, tước đoạt phước của họ, mà là bởi vì trong cái quá trình mình được quyền gieo phước, mình được quyền gieo cái cây phước thì mình đã không gieo, mình ngồi mình hưởng thụ thôi. Cho nên cái account công đức của mình, cái phước đức của mình nó ít đi. Và khi mà mình tái sanh vào một cái cảnh mà nghèo đó, thì không phải vì nghèo mà rồi cái nhu cầu hưởng thụ của mình nó mất. Đó. Và người giàu thì họ cũng có nhu cầu được bình yên, hưởng thụ bình yên. Người nghèo họ cũng muốn như vậy. Đó. Nhưng mà nó khác nhau trên cái bình diện rằng là phước đức của người này khác nhau, cho nên họ thọ cái hoàn cảnh sống cũng khác nhau. Và nếu họ thọ hoàn cảnh nghèo hèn mà mình thì lại có cái cơ hội là tích trữ cái phần phước đức của mình trong cái account phước đức, mà account này nó vô hình. Chị nhấn mạnh chữ vô hình là bởi vì cái account phước đức nó vô hình, chứ nó không giống như cái account bên ngoài, cái tài khoản bên ngoài là mình bỏ tiền bao nhiêu biết nhiêu. Mà vì nó vô hình cho nên mình bỏ vô, mình feel là mình có bỏ, mình biết là mình có bỏ. Nhưng mà mình bỏ nhiều hay ít á, thì mình không biết cái account nó tới đâu. Đó. Nhưng mà sư cũng mở mặt một chữ nhân, chị có nói một câu là nếu phước đức mà nó có hình dáng đó, thì mọi người trong cái thế giới này tranh nhau mà lượm về rồi. Và nếu họa đó, tai họa mà nó có hình dáng đó, thì mọi người tránh được nó hết rồi. Nhưng vì nó vô hình cho nên nó vì nó vô hình và mình thì chỉ nhìn thấy cái gì có hình thôi, hữu hình thôi, cho nên mình cứ vì nó vô hình nó tới ngay sau lưng mình, trước mặt mình rồi, chợt nhìn ra thì quá muộn. Đó. Và khi mà mình nói mình tặng một cách có lễ độ là bởi vì mình để đính trên một cái tín độ gọi là bình đẳng. Bình đẳng về nhu cầu, bình đẳng về sự ham muốn, bình đẳng về mong cầu hạnh phúc, bình đẳng về sự mong muốn no đủ. Trên cái tính bình đẳng đó mà mình cảm thấy là mình chỉ có cái phước hơn họ thôi, không có cái lý do gì mà mình lại tiêu hoại cái phước của mình bằng một hành động là cho một cách khinh bỉ, khinh thường. Chẳng có gì đáng để mình hơn người ta đâu, hơn một chút là mình biết làm phước. Và vì thế cho nên khi mà mình cho họ bằng một cái thái độ trân trọng, thật sự ra đâu phải là mình cho họ, mà mình đang cho chính mình. Mình đang đầu tư cái account phước đức của mình nhiều hơn. Họ cho mình một cơ hội được bỏ thêm account phước đức vô cái account của, cái tiền phước đức vô account ngân hàng của mình. Đó. Còn họ mình thì nó là mình cảm ơn họ không hết chứ. Đằng này mình có thói quen rằng là mình cao hơn, tôi giàu hơn, cho nên tôi có được quyền nhìn người khác bằng một con mắt, hoặc nửa con mắt, hoặc 1/4 con mắt. Thì cái đó thì trên thực tế là có gì đáng để mà mình phải cho bằng cái kiểu đó. Và Đức Phật nói về trên phương diện bình đẳng mà nói, ai cũng có nhu cầu, mong muốn. Nhưng mà trên phương diện phước đức bất đồng là bởi vì mỗi người có lúc làm, có lúc không. Cho nên nó khác nhau ở điểm đó. Và vì nó khác nhau ở điểm đó, cho nên khi mà mình gặp được một người mà hoàn cảnh đáng
gọi là rất là đáng cho mình bố thí, rất là đáng cho mình tế độ và rất là đáng cho mình giúp đỡ, mình bỏ qua cơ hội là mình bị thiệt thòi đó. Và trong trường hợp vậy, mình đưa, mình trao một cái món quà họ cần bằng một cái thái độ trân trọng, bằng một cái thái độ khiêm cung, thì mình biết đó là một cái phước cho chính mình, và rồi người được nhận cũng không tổn thương đó. Và đó là cái ý nghĩa về phước đức. Còn vấn đề nhân quả của nó còn dữ dội hơn. Nhân quả mà nếu bạn cũng cho, bạn cũng bố thí cái vật chất mà người ta đang rất cần, tuy nhiên bạn cho một cái thái độ khinh khi, bạn cho với một cái thái độ là quăng vô mặt người khác đó, thì rồi cái ngày nào đó trong đời bạn sẽ phải gặp một cái hoàn cảnh, bởi trong đời này không ai có thể độc lập mà sống, lúc nào mình cũng phải nương nhờ, lúc nào mình cũng phải đủ vào nương vào một cái người nào đó hoặc một cái công ty nào đó. Và một lúc nào đó nếu phước của mình mà hết đi, mình lâm vào một cái tình trạng là cần, rất rất cần sự giúp đỡ, thì cái phước, vì do cái phước của mình đã từng giúp đỡ đó trong kiếp quá khứ đó, mình cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ, nhưng một sự giúp đỡ đầy cay đắng. Mình nhận sự giúp đỡ đó bằng một cái cảm giác đầy tổn thương. Vì vậy cho nên hai việc mà Đức Phật dạy khi mà mình bố thí, mình phải bố thí một cách lễ độ, là thứ nhất là mình, họ tạo cho mình một cái cơ hội được làm phước đó. Cái thứ hai là về nhân quả, thì mình sẽ được, khi mà mình nhận được cái quả đó, mình sẽ nhận được cái quả gấp nhiều lần, bởi vì nơi đó mình có sự tôn trọng, mới có được sự cảm ơn họ, cơ hội này họ cho mình cơ hội đó. Và nếu nói như Đức Dalai Lama đó, là nói là bố thí lễ độ đó là một cách đầu tư rất ích kỷ nhưng trí tuệ. Dạ thưa sư, nói như vậy có nghĩa là thường ở trong, ở ngoài đời tụi con hay nói là cái của cho không bằng cái cách cho. Dạ, và nhưng mà con thấy nó còn có thể cao hơn một cái mức độ như vậy nữa, có nghĩa là không nghĩ rằng là có người cho, có người nhận và có cái hành động cho và nhận đó nữa. Cái này là mình phải gọi là một chủ đề nào đó mình phải nói riêng cái show này, là gọi là bố thí một cách ba la mật. Thì lúc đó mình sẽ nói là người cho không có, không thấy là mình là người cho. Người nhận thì mình không thấy người ta là người thọ nhận. Và rồi cái vật mình cho đây, nó cũng trên thực tế nó là của chung. Phước của vật chất thế gian này là của chung, và phước của ai thì người đó nhận nhiều hay ít thôi. Kính thưa quý vị, chương trình xin tạm dừng tại đây. Xin mời quý vị trở lại sau ít phút.